thẻ dán trồng thẻ, tự động mở tài khoản giao thông dù khách hàng không yêu cầu, cạnh tranh không lành mạnh, tài xế loay hoay trong ma trận thẻ thu phí không dừng. Thưa quý vị, việc thu phí điện tử không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc theo chỉ đạo của chính phủ đã triển khai được một tháng. Đến thời điểm này thì hầu như tất cả các xe đã đều được dán thẻ ETC. Tuy nhiên, câu chuyện dán thẻ tưởng chừng như đơn giản này lại xuất hiện khá nhiều bất cập, phần lớn lại đến từ nhà cung cấp dịch vụ. Và ngay sau đây, biên tập viên Hoàng Hải sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Xin mời anh. Xin cảm ơn biên tập viên Tuấn Hiệp và biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý vị, tôi là Hoàng Hà, người đồng hành cùng quý vị trong theo dòng kinh tế hôm nay. Thưa quý vị, dịch vụ thu phí không dừng hiện nay có hai nhà cung cấp là công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VETC và công ty cổ phần giao thông số Việt Nam IPAS thuộc tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel. Tuy nhiên, tình trạng rắn đè thẻ tự động cấp mã số tài khoản giao thông cho khách hàng dù không được yêu cầu đã xảy ra. Em không biết là cái sự chồng chéo của các anh như nào, nhưng mà cái tem trên của mình ấy kìa bị xé rồi đấy. Nó là cái hôm qua là em đi cao tốc Hải Phòng, Hải Phòng Hà Nội thì là họ dán cái vách kìa, sau đó là họ xé cái kia đi để bởi vì nó không được hai cái chồng chéo. Đó là những chia sẻ của người tham gia giao thông sau khi phương tiện của mình được yêu cầu dán hai lần thẻ thu phí tự động không dừng. Không chỉ qua thực tế trên tuyến, qua hệ thống nhà cung cấp cũng có thể phát hiện nhiều trường hợp khác. Chúng tôi có thể kiểm soát được hệ thống là xe được đăng ký ngày nào và ký hợp đồng ngày nào. Sau đó là chúng tôi sẽ so sánh cái thời gian. Ví dụ chúng tôi đăng ký ngày tháng 1, một ngày nào đó trong tháng 1 và đến tháng 3, tháng 4 thì lại được đơn vị cung cấp dịch vụ thứ hai đăng ký. Thì là chúng tôi sẽ phát hiện ra là xe bị dán trồng thẻ. Trong báo cáo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel gửi Bộ Giao thông Vận tải, hiện có tới gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass bị công ty VETC dán trồng thẻ ETAT của VETC. Lãnh đạo tập đoàn này cho rằng không chỉ dẫn đến bất cập cho nhà cung cấp, khách hàng, mà còn có thể gây ra lỗi khi phương tiện lưu thông qua trạm thu phí. Thứ nhất là đầu tiên là lãng phí cái thẻ đã dán lần một thì cũng là một cái chi phí, hai là chi phí phải thuê cộng tác viên đi dán hoa hồng trả cho cộng tác viên. Cái thứ ba nữa là chủ phương tiện rất là băn khoăn, không hiểu là thực sự là hệ thống đã kết nối liên thông và chủ phương tiện sẽ không hiểu, rất là băn khoăn, không hiểu là mình nên dán thẻ gì để đi cao tốc. Về phía công ty VETC, sau khi có thông tin về sự việc, đơn vị này khẳng định đang tích cực phối hợp làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam để làm rõ, phân loại các lỗi thẻ ETC, trách nhiệm của các bên để có kết luận về giải pháp chung nhằm khắc phục triệt để các lỗi thẻ phát sinh. Lãnh đạo, tất cả cấp lãnh đạo của VETC thì không bao giờ cổ suý cho việc là một cái xe đã có thẻ hợp lệ trên xe mà bóc thẻ ra để dán thẻ lại. Còn các cái đại lý hay là các cá nhân nào đấy có việc là sai phạm thì VEC sẽ yêu cầu các cái đơn vị điều chỉnh lại và giải quyết triệt để các sự cố. Trước thực trạng này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập đoàn kiểm tra công tác dán thẻ của hai nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan này khẳng định việc dán trồng thẻ xảy ra ở cả hai nhà cung cấp dịch vụ này. Trước mắt thì chúng tôi cũng khuyến cáo các nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện theo đúng các cái hợp đồng để tránh xảy ra các cái tranh chấp pháp lý giữa hai bên. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp pháp lý thì chúng tôi cũng yêu cầu là nhà cung cấp dịch vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái vấn đề này. Trước tiên thì yêu cầu là các đơn vị cung cấp thẻ này, ePass hoặc là VETC chỉ dán thẻ cho những cái phương tiện mà chưa có thẻ. Đấy, hoặc là các đơn vị đã từ chối cái đơn vị cung cấp dịch vụ trước đó và trên xe hoàn toàn là không có dán gì thì mới có thể là dán cái dịch vụ đó. Chứ còn trong trường hợp mà đã có dán thẻ của một cái đơn vị rồi mà một đơn vị sau đó lại có một cái lời lẽ hoặc là một cái sự động viên nào đó để cho khách hàng bóc cái đeo ra từ chối cái đó để dán cái của mình vào thì rõ ràng đó là sự cạnh tranh không lành mạnh.
Thưa quý vị, sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp nào là lựa chọn của chủ phương tiện. Việc tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng không chỉ trông chờ vào việc hai đơn vị cung cấp dịch vụ tuân thủ các quy định trong kinh doanh, mà còn cần sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng tiêu cực tới người tiêu dùng và đe dọa sự nghiêm minh của pháp luật. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi kết thúc tại đây.